Đây là chùa Linh Ấn ở trên núi nha quý vị. Chùa Linh Ấn trên núi. Excuse me, because no. The weather is very bad. Yeah, I live in California. And now we go to the nào đó. À. Má nói đồ mẹ nè. Hãy coi là được. Yeah. Anh ơi, chào mình anh. Chú ơi, chú ở đây hay là chú đang tham quan với con? Tóm lại là thôi tao không đi, không có thang máy đi mưa đây là không đi. Rồi, rồi ok. Riêng chú tập ở đây. Chú đang quan đây thì mình gọi điện thoại rồi. Ok chú. Đây là. À, đi lên núi à quý vị. Ôi trời. Nam, 그래서 지금 TV 못 돌아보겠어, 잘. Ôi trời. Mỏi chân quá. Sắp lên tới rồi mà phải không? Không có. À, how are they? Okay. Let's go. Okay, we are here. Ooh la la. Cát còi ngày you
Chùa Linh Ứng ở trên núi là cái này là cái đầu tiên đó quý vị. Nhiều khi em chỉnh cái máy hơi nhúc nhích cái màn hình, mong quý vị thông cảm nha. Cái này là cái đầu tiên hả con? Dạ đúng rồi, cái này là chùa Linh Ứng đầu tiên này. Hồi đó nó làm nên nó cũ kỹ hoang sơ ha. Dạ. Cô có thể lên kia trước nha. Ồ vậy dạ. Hả, trên đó hả? Cái này xây năm nè, cái này có năm. Cái này là xây vào năm 1882. Wow. Cũng lâu rồi. Vuông lên mà. Sửa lại à. Wow quý vị, lên nữa quý vị ơi. Ây cha, lúc xuống mà cũng mệt mà. Xuống à. Wow, nó làm một đá cao.